Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có ít máy muốn review lên cho các bạn cùng tham khảo. Thì bên mình có bán hàng ship code toàn quốc. Bạn nào yêu thích con máy nào trên video của bên mình thì gọi điện hoặc là nhắn tin cho mình theo hai cái số hotline bên mình để ở dưới màn hình, ở trên màn hình. Sau đó là nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, rồi cọc cho bên mình 100-200 nghìn, tùy theo giá trị của sản phẩm bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra, sau đó mới thanh toán nhé. Và tất cả các máy bên mình bán ra đều có bảo hành rất là dài, 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bạn nhé, lỗi không sửa nhé. Chính vì vậy cho nên các bạn yên tâm về cái thời gian bảo hành, kể cả ở xa cũng như ở gần nó rất là nhanh nhé. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cả các bạn bảo hành trong hãng. Ok, nào bây giờ ta sẽ vào cây đầu tiên. Đầu tiên bên mình hôm nay có 3 cây iPhone XS máy màu đen. Ngoại hình tất cả đều là 100% hàng zin, nhưng mà nó là hàng phẩy, có con phẩy nhiều con phẩy ít thì bên mình sẽ vào review cho các bạn luôn. Và bọn này thì tất cả đều là bản quốc tế. Đấy, tất cả đều là hàng quốc tế bản Mỹ các bạn nhé. Đây. Đang chạy USB 15.4 XSLR trên A này, bản 64GB này. Con này đây thì được cái của nó pin rất là cao. Pin của nó lên đến 90%. Và cái dòng XS đổ lên thì là bắt đầu đã có hai SIM rồi các bạn nhé. Thì có một SIM là SIM vật lý và một là eSIM. Thì máy thì bên mình đây nó là hàng zin phẩy, thì là nó có xước này. Đấy, nó có xước. Đấy. Nếu bạn nào mà yêu thích những cái con máy mà không quan trọng ngoại hình, tức là các bạn chỉ quan trọng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì đây chỉ là những con máy để cho các bạn lựa chọn. Nó sẽ ở một cái mức giá rất là rẻ. Đây nó xước nhẹ thôi, nói chung con này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 95-97%. Màn xước la lô dán kính cường lực là hết luôn các bạn nhé. Nói chung đầy đủ tất cả chức năng, camera của bọn này thì khỏi phải nghĩ rồi. Đây, Face ID các thứ đầy đủ hết các bạn nhé. Đây. Đấy, ok các bạn này. Đó. Tiếp tục này. Ok các bạn nhé. Đó, rất là face rất là nhạy. Đây bây giờ sẽ tạo mật khẩu, mình để tất cả số 0 cho các bạn nhé. Sử dụng này. Nói chung máy XS này dùng rất là lành, ít lỗi, màn hình cũng khỏe, nó không giống như iPhone X. iPhone X thì các bạn sẽ rất là hay gặp những cái trường hợp gọi là bị kẻ màn, sập màn khi bị rơi ra. Đấy, thì chưa, mở khóa luôn này. Đó. Và con máy này, pin 92%, bên mình đang bán cho bạn giá là 6 triệu 200 nghìn các bạn nhé. Giá chỉ có 6 triệu 200 nghìn thôi. Đó, đây cây số 1. Và tất cả 100% nó là hàng máy zin các bạn nhé. Cam kết zin nguyên bản luôn. Cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây máy màu đen. Ngoại hình của nó cũng là một chiếc hàng zin phẩy. Đây nó có xước sát nhẹ này. Đấy, xước sát nhẹ thôi. Đấy, con này đẹp. Con này nó nói chung là ngoại hình nó cũng tương đương với con kia. Đó, mà nó cũng chỉ xước nhẹ thôi, răm răm thôi, dán cường lực là hết. Pin của nó là 84% này các bạn. Pin 84%. Cũng là bản quốc tế Mỹ 64GB đang chạy USB 14.4.1 nhé. Face ID với các thứ đầy đủ. Đó, như con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 6 triệu các bạn nhé. Bán cho bạn giá 6 triệu này, pin 84% vẫn thoải mái cho các bạn sử dụng một ngày. Các bạn có thể là đợi bao giờ nó xuống dưới 80% thì lúc đó các bạn có thể thay. Nói chung con máy này thì có thể là để cho các bạn sử dụng tầm khoảng 1 năm nữa thì thay vẫn ok nhé. Và 100% nó pin zin luôn các bạn nhé, chứ không phải là pin thay, cho nên các bạn không phải lo vấn đề về pin ảo. Bọn iPhone này thì rất là bền. Cây số 2 giá là 6 triệu này. Tiếp theo đến cây số 3 này. Cây số 3 sẽ là một cây iPhone XS. Con này cũng là máy màu đen nữa. Đó, ngoại hình của nó thì lưng này, kính cam thì nó hơi xước nhẹ này, nhưng mà không phải là ở mắt cam nhé, nó ở viền cam thôi. Đấy, nó ở viền cam. Đấy, đẹp luôn này. Ồ, con này đấy nó chỉ bị xước tí ở đây thôi các bạn. Còn lại đẹp nhá. Còn lại đẹp này. Đấy, nó chỉ bị xước tí ở kính cam này thôi. Đấy, pin con này của nó là 82%. Đấy, pin của nó 82% các bạn nhá. Đó, pin của nó 82%. Đấy, vẫn đầy đủ tất cả chức năng. Và đây để xem. Đấy, đang chạy USB 15.3.1 các bạn nhá, 64GB. Và con máy này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 5 triệu 900 nghìn các bạn nhé.
5.900.000. Đó, các bạn mua những chiếc máy như này thì các bạn mua iPhone X để làm gì nữa, phải không các bạn? Đó, vừa hai sim hai sóng, vừa lại gì nhỉ, vừa màn hình loại bền hơn. Đấy, cái số 3 5.900.000. Đó, để tiếp theo dòng iPhone thì hôm nay bên mình có một cây nữa, một cây iPhone nữa. Đây, đây là một cái iPhone 6s, máy màu vàng gold. Ngoại hình của nó thì có hơi xước sát một chút xíu, à nói chung là xước sát xấu đi. Đây, đây bạc hết cả màu đấy, khách không dùng ốp này. Đấy, nó bạc này. Nói chung là dòng 6s này là giờ là dòng máy cỏ rồi, cho nên là các bạn chấp nhận đi, bởi vì nó là hàng máy zin thì nó sẽ chỉ được như này thôi. Đấy, zin, màn hình zin. Đấy, pin thì vừa mới thay các bạn nhá, pin vừa thay. Bộ nhớ của nó là 16GB bản Mỹ nhá, đang chạy US 10.2 này. Đấy, US nguyên gốc của nó nhá. Đấy, các bạn mua cái máy này thì yên tâm, không bao giờ sợ lỗi làm gì cả. Pin con này thì vừa mới thay, pin 100% luôn các bạn nhá. Đấy, máy ảnh thì vẫn còn rất tốt nhá. Đây các bạn, máy ảnh của iPhone thì không phải chê rồi, con này nó quá thật luôn. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Đấy, cái máy này thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 1.800.000 nhá. 1.800.000 chỉ ngang với cả con iPhone 6 thường mà các bạn đang mua thôi. Mà con này sử dụng thì cực kỳ ổn định rồi, pin thì thay rồi, máy thì máy zin. Đấy. Cái giọng XS này bên mình tặng đầy đủ phụ kiện, ví dụ như là cáp sạc này, ốp lưng và cường lực các bạn nhé, không có tai nghe nhé, bọn này cáp sạc, ốp lưng, cường lực. Còn cái bọn này bên mình cũng vậy, cũng chỉ tặng cáp sạc, ốp lưng và cường lực thôi nhé. Đây, con này 1.800.000 này. Và tiếp theo iPhone thì hôm nay mình có hai cái này thì cực kỳ chất rồi. Nếu các bạn nào mà yêu thích hàng chất thì có thể đây sẽ là những cái mà các bạn không thể bỏ qua. Đây là bên mình có hai cây iPhone 11, hàng full hộp luôn các bạn nhé, hàng full box luôn. Đấy, full box và phụ kiện là phụ kiện zin đi theo máy chứ không phải là phụ kiện lô, phụ kiện ngoài đâu các bạn nhé, phụ kiện zin đi theo máy, bóc máy luôn đấy các bạn. Các bạn nhìn chân sạc này, trắng tinh luôn đấy, trắng muốt luôn này, máy đẹp này, không tì vết luôn các bạn ạ, đẹp không tì vết này, các bạn nhìn này, đấy, thấy chưa, đẹp chưa? Con máy này thì chắc chắn là đầy đủ tất cả các chức năng rồi, màn của nó là màn LCD, cho nên là khi mà chẳng may nó mà bị vỡ hay là bị hỏng màn, các bạn thay màn nó giá rất là rẻ. Ví dụ như màn của con máy này thì các bạn có thể thay với cái giá là rơi vào tầm khoảng 1.500.000. Nhưng mà cái màn con XS này nếu mà các bạn thay thì nó phải xác định rơi vào tầm khoảng gần 3 triệu các bạn nhé. Đấy, gần 3 triệu. Con iPhone 11 này thì nó là một phiên bản 64GB, máy quốc tế Nhật các bạn nhé. Pin của nó thì siêu chất luôn, pin 100%, sạc có mấy chục lần thôi các bạn ơi, pin thì sạc có mấy chục lần thôi. Và con này thì vừa mới hết bảo hành các bạn nhé, vừa hết bảo hành tháng 12 tháng 12, à nói chung là cũng được nửa năm rồi, nói chung con máy này được 5.5 rồi, nhưng mà khách hầu như không dùng các bạn nhé, hầu như không dùng. Đẹp lung linh không khác gì một chiếc máy mới. Đó, lung linh không khác gì một chiếc máy mới, chân sạc trắng tinh. Nói chung đây kiểu như là cái hàng kích online các bạn ạ, kiểu như hàng kích online ấy. Máy màu trắng nhá, bạch mã công tử, màu này thì rất là đắt rồi, của iPhone 11. Đó, thì con máy này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 9.600.000 các bạn nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện và hộp hiếc đầy đủ nhá. Đây này, phụ kiện zin và giấy tờ của nó cũng zin luôn các bạn nhá. Cam kết zin nguyên bản luôn. Đây. Đấy, cam kết zin nguyên bản luôn nhá. Hộp cũng là hộp zin của nó. Máy bọn này thì cũng là hai sim hai sóng rồi các bạn nhá. Đấy, mình sẽ tắt nguồn đi. Đó, tiếp theo đến cây thứ hai đây, cây thứ hai này cực kỳ là chất lượng. Đây cũng là một con iPhone 11 bản 64GB, máy full box, phụ kiện zin đi theo máy màu tím luôn. Con này thì cậu càng không chê được vào đâu luôn các bạn ạ. Đấy, hôm nay đấu được hai con máy này chất quá. Nhưng mà giá mỗi tội là nó sẽ hơi cao, các bạn mua ở ngoài nó sẽ rơi vào tầm khoảng 9 triệu, hơn 9 triệu một chút thôi. Đó, nhưng mà mua ở bên mình đây thì nó có phụ thêm bộ phụ kiện zin này này. Đấy, và cái hộp này, và có được cái nữa là pin của nó là pin zin. Mà lại 100%, nó sẽ chất lượng hơn. Đó, đây máy màu tím này, nhìn này, đẹp này, không khác gì máy mới luôn các bạn nhé, nguyên áp suất luôn. Đấy, đẹp lung linh, không khác gì máy mới,
đẹp không tì vết luôn các bạn ạ. Màn trắng bốc thì này, đấy, tất cả đều 100 này, cũng là bản quốc tế Nhật này. Chân sàng các bạn này sạch sẽ này, thấy chưa, đây màng loa này dùng với màng loa này tuyệt đẹp luôn này các bạn, kiểu như là máy máy kích online nhưng mà không dùng các bạn ạ. Đấy, nồi rất là chất lượng nhá. Đấy, phụ kiện tất cả đều còn chưa dùng luôn này các bạn, phụ kiện chưa dùng đấy. Và mình cam kết đây là phụ kiện zin đi theo máy nhé, chứ không phải là phụ kiện zin linh kiện hay là lô ở bên ngoài để nắp vào cho các bạn đâu. Đấy, bên cây màu tím này bên mình cũng đang bán cho các bạn với giá của nó là 9.600.000 các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng lưỡi 1 đổi 1 và cam kết zin nguyên bản luôn. Check bao tun thì xanh nè luôn các bạn nhé. Đấy, là 2 cây. Đó, tiếp theo sẽ đến đó là cái dòng Samsung. Samsung hôm nay mình có một cây Samsung Galaxy S10 Plus. Đấy, cái này thì nó là máy màu xanh. Đấy, máy màu xanh này, bản Việt Nam, 2 sim, 2 sóng online. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, nó có xước sát nhẹ thôi, nhưng đây là do dùng ốp nhưng xước rất là nhẹ thôi các bạn nhé. Đẹp tầm khoảng 98%, 98% luôn. Đấy, màn đẹp không xước, kính đẹp không xước, lưng đẹp. Đấy, mật khẩu và mặc định của bên mình nó là chữ N như thế các bạn nhé, hoặc là bùn số 0 hoặc là 6 số 0. Đấy, trước khi đi bên mình đều sẽ test tất cả chức năng cho các bạn, ví dụ như là nhận diện khuôn mặt hay là vân tay thì nó đều yêu cầu mật khẩu, nên là bên mình thường là sẽ để mật khẩu đó, chứ không phải là bên mình không test đâu các bạn nhé. Tất cả 100% bên mình đều test. Đây, 2 sim 2 sóng nhá, máy màn đẹp không ám không ố, RAM 8GB, bộ nhớ của nó 128GB, pin của con này 4200mAh. Đấy, và màn hình của nó là 6.4 inch. Đây là một con máy dòng flagship rất là cao cấp của Samsung S10 Plus. Thiết kế quá đẹp luôn, để dòng S10 Plus bây giờ thiết kế rất đẹp nhá. Và bên mình đang bán các bạn giá là 6.400.000 các bạn nhá. 6.400.000. Đó. Tiếp theo đến cây Samsung nữa thì bên mình vẫn còn một cặp. Vẫn còn một cặp, đó là màu đa sắc và màu đen. Đó, màu đa sắc và màu đen các bạn nhá. Thì hai cây lốt 10 Plus này thì đều là hàng siêu chất lượng. Hai cây lốt 10 Plus này là hàng siêu chất lượng luôn các bạn nhá. Hàng A cộng luôn, zin đẹp lung linh, nguyên áp suất. Đấy, zin đẹp, nguyên áp suất và máy zin cam kết zin nguyên bản, sách tay từ bên Hàn về, không tháo, không mở, không đóng lại áp, không ép kính. Đấy, không thay khung. Nói chung nó là hàng zin nguyên bản 100%, phát hiện không zin tặng các bạn máy luôn. Đấy, máy này màn hình trắng sáng không ám không ố, bởi vì hàng A cộng thì các bạn yên tâm. Đó, về áp suất này. Đấy, áp suất căng đét luôn, ấn rất nhẹ nhảy tưng tưng rồi. Đấy, con này bút biếc đầy đủ nha, bút thì bên mình không cắm vào đâu, nên khi gửi cho bạn bên mình sẽ gửi cả bút cả các thứ đến nhá. Những cây máy này thì nó đã là bản 2 sim rồi. Với các bạn có cái app Magic này này, các cái phần mềm gần đây thôi nhá, tới các phần mềm gần đây thôi thì các bạn xóa cái app Magic này đi. Đấy, Android 12 thì xóa đi. Đấy, với cái app Magic đấy là lúc bên mình chạy 2 sim lên các bạn nhá thì nó có thôi, nhưng mà khả năng bên mình cũng sẽ xóa đi cho các bạn. Nói chung hàng rất là ok rồi. Hàng A cộng máy màu đen thì nhìn rất là khỏe khoắn này, các bạn lịch lãm luôn. Rất khỏe khoắn lịch lãm luôn. Rất đẹp. Màu đen thì luôn luôn đẹp rồi các bạn nhé. 2 sim 2 sóng. Đầy đủ tất cả chức năng nhé, vân tay màn hình rồi các thứ. Cái dòng Note 10 Plus 5G này thì đến bây giờ đúng là rất là hot, bởi vì nó đang là chạy 2 sim 2 sóng rất là ổn định. Thứ hai nữa nó lại hỗ trợ sóng 5G. Thứ ba nữa thanh RAM của nó lên đến 12GB, bộ nhớ của nó 256GB. Thứ tư thì màn hình rất là rộng, 6.8 inch. Đấy, Dynamic 2K cộng. Đấy, thứ năm nữa đó là được viên pin của nó là 4000mAh. Cực kỳ trâu bò các bạn nhá. Đấy, con này đúng là dòng, nói chung là dòng này đang rất là hot trên thị trường. Bên mình đang bán giá 8 triệu tặng các bạn một ốp lưng, một bộ cáp sạc và một miếng dán, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Đây, ngoài ra đá sắc đây các bạn. Đấy, màu đá sắc này, ống ánh rất là đẹp nhá. Đấy, mình có hai màu này thôi nhá, màu đá sắc và màu đen. V50S thì bên mình còn một cây. V50S còn một cây, nói chung là V50S này thì bên mình vẫn túc tắc về được khá là đều, rất là nhiều. Đấy. Đấy, tất cả đều là hàng A cộng luôn. V50S này thì RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. RAM 8 bộ nhớ 256GB và pin của nó là 4000mAh.
Chip của nó là Snapdragon 855, màn hình của nó là 6.4 inch Full HD Plus. Máy bán ra thì tặng kèm một bộ cáp sạc, một ốp lưng và một kính cường lực, kèm cả tai nghe nữa. Màn trắng sáng không ám, không ố, không lưu hình. 6.4 inch các bạn nhá, có vân tay trong màn hình. Đó. Giá bán là 3.900.000 các bạn nhá. 3.900.000. Tiếp theo nữa đây, đây là một con S10. Đây là một con S10 bản Việt Nam. Hôm nay lại tiếp tục một con S10 bản Việt Nam nữa. Máy màu đen. Màu đen xám này, màu này nhìn rất sang trọng các bạn nhá, và rất là sạch sẽ. Kể cả có xước cũng khó nhìn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, mặt cầu chữ L. Màn này đẹp không ám, không ngủ, không lưu hình gì luôn các bạn nhá. Áp úp nhảy tưng tưng luôn. RAM 8, bộ nhớ là 128GB. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Hai SIM, hai sóng online các bạn nhé. Cái dòng S10 này thì cái phần màn hình của nó thì thiết kế rất là đẹp, là đục lỗ camera tròn này, rất là đẹp, rất là tinh tế nhé. Đấy. Hai SIM, hai sóng, tặng đầy đủ phụ kiện cáp sạc, rồi tai nghe, ốp lưng. Giá bản Việt bên mình đang bán là 5.500.000 các bạn nhé. Sang một cây màu trắng, một cây màu trắng thì cây này nó cây bản Mỹ. Đây một cây bản Mỹ này, đấy, màu trắng này, trắng tinh khôi luôn nhá. Zin đẹp. Đấy, zin đẹp chưa? Zin đẹp này. Con này đây thì nếu mà các bạn nào mà ưa chơi game, ưa giải trí nhiều thì đây là một lựa chọn. Bởi vì nó là chạy con chip Snapdragon 855. Đấy, con chip này cực kỳ khỏe, pin bền, mát máy, máy chạy mượt luôn. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Màn đẹp không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, rất đẹp nhá. Đây là một con máy cực kỳ khủng long luôn. Để nói về con chip của nó. Và máy này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5.200.000. Đấy, 5.200.000 các bạn nhá. Bản Mỹ rất đẹp luôn. Bản Mỹ này thì các bạn yên tâm. Đây, rôm của nó đây, rất là ít áp giác luôn nhá. Đấy. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho các bạn nhé. Vậy là hôm nay bên mình đã review xong những chiếc máy đang có tại kênh. Mong rằng nhận sự ủng hộ của tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.